Hello everyone, xin chào các em. Vậy là các em đã hoàn thành toàn bộ các kiến thức mà các em cần học trong Unit 1, 2 và 3 đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại toàn bộ các kiến thức các em đã học trong 3 unit vừa rồi thông qua phần Review 1. Và trước khi bắt đầu vào phần ôn tập của Review 1 thì các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 8. Ở phía sau bìa 4 của hai quyển sách này các em sẽ thấy có đính kèm phần mềm IC Books. Đây là phần mềm sẽ giúp các em có thể tự làm bài tập, tự kiểm tra đánh giá năng lực của mình và tự ôn lại các kiến thức mà các em đã học ở trên lớp. Và nếu bạn nào chưa có hai quyển sách này thì các em cũng có thể truy cập vào trang web www.icbooks.vn để nhận được sự hỗ trợ nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với phần ôn tập về 3 unit mà chúng ta đã được học vừa rồi. Bây giờ chúng ta cùng điểm sơ một số nội dung lý thuyết mà chúng ta đã được học trong 3 unit vừa rồi nhé. Đầu tiên về phần từ vựng vocabulary thì các em đã được học về các hoạt động vui chơi giải trí đúng không nào? Leisure activities, các hoạt động vui chơi giải trí. Và đối với bài 2 thì từ vựng các em đã được học về cuộc sống tại vùng nông thôn, vùng miền quê, life in the countryside. Tiếp theo, bài 3 thì các em đã được học các từ vựng liên quan đến các nhóm văn hóa khác nhau, different cultural groups, các nhóm văn hóa khác nhau tại Việt Nam. Ngoài phần từ vựng thì các em cũng đã được học một số ngữ pháp, một số cách phát âm liên quan đến các âm như là âm r và âm p. Tiếp đến, đối với âm bl và âm k, các em cũng đã được học. Và cuối cùng ở Unit 3 thì các em đã được học cách phát âm của ba nhóm âm, đó là âm sk, âm sp và âm st. Và đối với phần ngữ pháp thì các em cũng đã được học cách chia ngữ pháp cho các động từ yêu thích. Động từ thể hiện sự yêu thích đi với danh động từ gerund hoặc là đi kèm với động từ nguyên mẫu to infinitive. Bên cạnh đó các em cũng đã được học cách các cái dạng ôn lại các dạng so sánh, dạng thức so sánh của tính từ và học về dạng thức so sánh của trạng từ. Và ở bài 3 thì các em cũng đã được ôn tập lại cách đặt câu hỏi cũng như học về các mạo từ a, an và the đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books để ôn lại các kiến thức mà chúng ta đã học trong 3 unit nhé. Activity 1, phần đầu tiên trong phần ôn tập Review 1 của chúng ta. Phần đầu tiên này, hoạt động đầu tiên này sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng phát âm, ôn lại kỹ năng phát âm. Và ở hoạt động đầu tiên này, các em sẽ lắng nghe và lặp lại các từ được cho ở bên dưới. Các em cũng tiến hành bấm các từ ở bên dưới tương tự như vậy và các em đọc lại, phát âm lại. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2 trong phần ôn tập kỹ năng phát âm nhé. Ở hoạt động số 2 này, các em sẽ nghe các câu và gạch chân những từ mà có các âm người ta đã liệt kê ở bên trên đối với các câu được cho ở bên dưới. Và sau đó các em sẽ đọc to những câu này lên. Ví dụ như ở câu đầu tiên, bây giờ chúng ta cùng nghe thử. Các em thấy ở đây ta có từ climb, có âm cl ở trong đó đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ gạch chân vào climb. Đối với các câu còn lại, các em cũng tiến hành tương tự như vậy và các em sẽ đọc theo máy để xem thử phát âm của mình đã chuẩn hay chưa nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, Activity 3. Ở hoạt động số 3 này, các em sẽ được rèn luyện ôn tập lại kỹ năng, ôn tập lại về các từ vựng mà chúng ta đã học. Và ở hoạt động 3, người ta nói rằng các em sẽ phải thiết lập những từ và cụm từ thành từng cặp trái nghĩa nhau và sau đó viết chúng vào khoảng trống.
Chúng ta thấy ví dụ như ở tính từ đầu tiên, peaceful, thì nó sẽ trái nghĩa với noisy. Bởi vì peaceful là yên bình và noisy là ồn ào. Đối với các từ còn lại, các em cũng tiến hành tương tự như vậy. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, activity 4. Ở hoạt động 4 này thì các em sẽ phải đặt một động từ. Đặt một động từ theo dạng đúng, theo hình thức đúng của nó trong mỗi khoảng trống ở bên dưới để hoàn thành câu. Ví dụ như ở câu đầu tiên, ta thấy ở đây người ta nói là Dương như thế nào đó với việc chơi đá bóng. Anh ấy thích nghe nhạc, đúng không nào? Và đi thăm bảo tàng nhiều hơn. Vì vậy chúng ta sẽ phải điền vào đây là Dương không thích chơi đá bóng. Ta có động từ không thích sẽ là like hoặc là enjoy. Và anh ấy thích nghe nhạc, sau enjoy sẽ là động từ thêm in, verb in, một gerund, một danh động từ. Vì vậy chúng ta sẽ chia listening bằng cách thêm vào đằng sau, thêm in vào đằng sau. Và thăm bảo tàng sẽ là visiting. Các câu còn lại các em cũng tiến hành tương tự như vậy nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 5, activity 5. Và ở hoạt động số 5 này các em sẽ được ôn tập về ngữ pháp. Đối với activity 5 này thì các em sẽ hoàn thành các câu được cho ở bên dưới với dạng đúng, về dạng so sánh đúng của các trạng từ, từ các tính từ người ta cho ở trong ngoặc đơn. Ví dụ như ở câu đầu tiên các em thấy đây là On Saturday night, vào tối thứ bảy, we may stay up. Chúng tôi có thể thức như thế nào đó, thức khuya hơn là bình thường. Vì vậy chúng ta thấy ở đây là tính từ late và trạng từ của nó cũng chính là late. Vì vậy chúng ta chỉ cần thêm R, letter R vào đằng sau, biến nó thành later, stay up later, thức khuya hơn so với bình thường. Hay như câu số 3, number 3, we speak English. Chúng tôi nói tiếng Anh lưu loát hơn, bây giờ chúng tôi nói tiếng Anh lưu loát hơn là năm ngoái. Vì vậy chúng ta sẽ phải biến đổi tính từ fluent, lưu loát này thành một trạng từ đứng sau động từ speak. Và trạng từ fluent sẽ là fluently. Fluently. Và so sánh hơn của fluently, ta chỉ cần thêm more vào phía trước. More fluently. Đối với các chỗ trống còn lại, các em cũng tiến hành tương tự như vậy nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 6, activity 6. Ở hoạt động số 6 này, các em sẽ phải điền vào chỗ trống ở bên dưới các mạo từ a, an hoặc the để hoàn thành đoạn văn. Ta thấy ở câu đầu tiên, ví dụ như ở câu đầu tiên, If you are tired of your busy and noisy city life, nếu mà bạn cảm thấy mệt mỏi về cuộc sống ở thành phố, cuộc sống bận rộn và ồn ào của thành phố, at the weekend, you can go to, và cuối tuần thì bạn có thể đi đến green and peaceful place, một cái nơi mà xanh và yên bình. Ở đây, cái nơi này là một nơi chưa xác định, không xác định đúng không nào? Vì vậy chúng ta sẽ phải điền vào đây mạo từ a green and peaceful place với những người thân thiện ở vùng Mekong. Đối với các vị trí còn lại, các em cũng tiến hành điền tương tự như vậy và sau khi điền xong thì các em bấm nút submit để nộp bài nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện activity 7. Ở hoạt động số 7 này thì các em sẽ phải nối các câu trong phần A với các câu ở trong phần B. Sau đó các em sẽ thực hành phần này với một người bạn của mình. Ví dụ như ở câu đầu tiên của phần A, người ta nói là small children in my village. Những cái đứa trẻ nhỏ ở trong làng của tôi often climb, thường leo lên những cái ngọn đồi đó và bơi qua những con sông này.
Và người B sẽ phải trả lời lại một câu gì đó để cảm thán đối với cái câu nói của người A này. Thì chúng ta thấy có thể người B có thể trả lời là how interesting, thật là thú vị làm sao. Vì vậy chúng ta có thể nối one với B đúng không nào? Và sau khi hoàn thành các câu còn lại tương tự như vậy, các em đừng quên bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả nhé. Tiếp đến chúng ta cùng chuyển qua phần ôn luyện về kỹ năng, các kỹ năng skills. Ở hoạt động đầu tiên, Activity 1, trong phần ôn luyện kỹ năng này, các em sẽ được ôn luyện về kỹ năng reading, kỹ năng đọc. Và ở hoạt động đầu tiên này, Activity 1 này, thì các em sẽ phải đọc bức thư của bạn Kim gửi đến cho bạn John, người bạn qua thư của mình. Và sau đó các em sẽ phải đánh dấu vào các câu đúng hoặc là sai ở phía bên tay phải. Ví dụ như ở câu đầu tiên, người ta đưa ra nhận định là Kim likes to visit museum. Kim thích thăm các bảo tàng vào dịp cuối tuần. Thì ta thấy ở trong đoạn văn ở bên cạnh, bức thư bên cạnh thì bạn Kim có nói On Saturday afternoons, I love to visit Da Nang Museum of Charm Sculpture. Vào các ngày và các chiều thứ bảy thì tôi thích đến bảo tàng Charm của Đà Nẵng, ở Đà Nẵng. Vì vậy đây là một nhận định đúng không nào? Ta sẽ đánh vào đáp án là true, đúng. Đối với các nhận định còn lại, các em cũng tiến hành đọc bức thư của bạn Kim ở bên cạnh và sau đó chúng ta sẽ đánh true false dựa trên nội dung của bức thư nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động B, 1B. Ở hoạt động 1B này thì các em sẽ phải viết những câu hỏi cho những cụm từ gạch chân ở bên dưới mà người ta đã gạch chân ở trong bức thư. Các em sẽ sử dụng những từ để hỏi như là when, why, what, where hoặc là how để đặt những câu hỏi trong phần này nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. Và ở hoạt động 2 này, các em sẽ được rèn luyện kỹ năng speaking, kỹ năng nói. Ở hoạt động 2 này, các em sẽ phải làm việc theo cặp. Các em sẽ nói về các thành viên trong gia đình của mình. Các em sẽ nói xem thử những thành viên trong gia đình của mình thích làm gì vào thời gian rảnh. Người ta cho ví dụ ở bên dưới, ví dụ như là ba tôi thích chơi cờ với hàng xóm của anh ấy, của ông ấy. Các em tiến hành thực hành bài này với người bạn của mình, người bạn cùng cặp của mình. Và nếu các em chưa có câu trả lời đúng thì các em cũng có thể tham khảo đáp án ở dưới nút Show Answers nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, Activity 3. Ở hoạt động số 3 này thì các em sẽ được rèn luyện kỹ năng listening, kỹ năng nghe. Các em sẽ lắng nghe một đoạn và chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu bên dưới. Ví dụ như ở câu đầu tiên, What percentage, bao nhiêu phần trăm, of Britain's population dream of living in the country? Bao nhiêu phần trăm dân số người Anh mơ ước về cuộc sống ở miền quê? Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe thử một câu đầu tiên. Các em vừa nghe thấy là bao nhiêu phần trăm nhỉ? 18 hay là 80? 80% đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn ở đây là phương án B. Các em cố gắng lắng nghe để không bị nhầm lẫn giữa số 18, 18 và số 80, 80 nhé. 18 thì sẽ nhấn vào âm 2 và 80 thì sẽ nhấn vào âm 1. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ tiến hành các câu ở bên dưới sau khi đánh vào đáp án đúng của các câu bên dưới sau khi lắng nghe đoạn văn ở bên trên. Tiếp tục chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, Activity 4, trong phần Review 1. Ở phần cuối cùng này thì các em sẽ được rèn luyện kỹ năng Writing là kỹ năng viết. Và các em sẽ phải đưa ra ý kiến của mình. Các em sẽ viết một đoạn văn để đưa ra ý kiến, quan điểm về cuộc sống ở miền quê. Các em cũng có thể sử dụng bắt đầu bằng câu như là In my opinion hoặc là I think. Tôi nghĩ rằng life in the countryside has many good points. Cuộc sống ở vùng miền quê thì có nhiều điểm tốt.
Firstly, đầu tiên là các em sẽ liệt kê ra. Và các em cũng có thể sử dụng những gợi ý ở bên dưới. Ví dụ như, để nói về cuộc sống miền quê, các em có thể nói về con người ở đó. Friendly là con người ở đó có thân thiện hay không. Hay là nói về thức ăn. Food. Hay là nói về các hoạt động truyền thống ở đây. Traditional activities. Và sau khi hoàn thành xong phần writing, các em cũng có thể tham khảo bằng cách nhấn vào nút Show Answers ở bên dưới nhé. Ok, vậy là các em đã hoàn thành xong toàn bộ những phần kiến thức mà các em đã học. Các em đã được ôn tập lại toàn bộ các kiến thức mà các em đã học trong 3 unit đúng không nào? Trong bài học tiếp theo, các em sẽ tiếp tục được học về Unit 4, Our Custom and Tradition, các phong tục và truyền thống ở Việt Nam. Các em về nhà hãy luyện tập lại toàn bộ các bài tập mà các em đã làm ở trong phần trong các bài Unit 1, 2, 3 và cũng như những bài mà các em đã được ôn tập trong bài học ngày hôm nay nhé. Và cũng đừng quên chuẩn bị cho bài học tiếp theo, Unit 4. Ok, goodbye, see you!